Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình dịch đang diễn biến khó lường, UBND TP HCM đã có văn bản khẩn gửi trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Sài Gòn về việc chấp thuận cho trưng dụng cơ sở vật chất ký túc xá để thiết lập các khu cách ly tập trung. Qua khảo sát và đề xuất của Sở Y tế TP HCM, hiện 3 trường đại học gồm Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Sài Gòn có sẵn cơ sở vật chất như phòng, giường nằm, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, có thể trở thành khu cách ly y tế tập trung. Theo Ủy ban Nhân dân TP HCM, hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, với số ca bệnh ngày càng tăng, có nhiều chuỗi lây nhiễm, nhiều nguồn, nhiều biến chủng với tốc độ lây nhiễm nhanh. Việc trưng dụng ký túc xá của các trường đại học này để ứng phó với tình huống có từ 500 đến 1.000 ca bệnh. Trước đó, một phần ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM với quy mô 40.000 chỗ cũng đã được tạm thời trưng dụng làm khu cách ly tập trung của thành phố. TP HCM có 3 chợ đầu mối là Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn. Nhằm tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch và đảm bảo lưu thông, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở Công Thương TP HCM vừa đề nghị ngành y tế ưu tiên xét nghiệm tầm soát diện rộng COVID-19 tại các chợ đầu mối của thành phố. Trường hợp phát sinh ca bệnh tại chợ đầu mối sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng với tốc độ lây lan nhanh, rộng và khó truy vết. Do vậy, Sở Công Thương đề nghị ưu tiên xét nghiệm tầm soát diện rộng COVID-19 đối với cán bộ, công nhân viên, thương nhân, người lao động đang làm việc hoạt động tại 3 chợ đầu mối để kịp thời sàng lọc, phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, thì một trong những nguyên nhân dẫn đến việc liên tiếp gia tăng các trường hợp F0 trong các khu cách ly tập trung là do việc thực hiện các quy định, quy trình trong công tác quản lý tại khu cách ly còn thiếu chặt chẽ. Điều này cho thấy là cần phải quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ cao tại các khu cách ly tập trung. Khu cách ly tập trung của huyện Lục Ngạn đặt tại điểm trường phổ thông dân tộc nội trú huyện. Sau khi các trường hợp F0 được phát hiện, toàn bộ 33 trường hợp còn lại lập tức được giãn cách tối đa với một người một phòng. Cùng với đó, các biện pháp phòng chống dịch được đặt ở mức cao nhất. Riêng ở tại khu cách ly thì chúng tôi tăng cường cái nội dung giám sát, đó là tăng cường cái lực lượng công an, dân quân để giám sát các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân và ngăn chặn kịp thời những cái hoạt động ví dụ như tiếp xúc gần giữa các phòng với nhau. Thứ hai là trong quá trình mà tổ chức thực hiện sinh hoạt ấy, thì là chúng tôi đã phân công cán bộ y tế, cán bộ dân quân để mang cơm lên đến từng cửa phòng cho bà con. Cái thứ ba nữa là cũng đã ở 2 dãy nhà thì chúng tôi đã phân công cái lịch thời gian để bà con sinh hoạt ở dưới khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh để đảm bảo làm sao cái giãn cách rộng nhất, thưa nhất cho tránh tiếp xúc gần. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 39 cơ sở cách ly tập trung do huyện quản lý với hơn 300 công dân đang được cách ly. Trong đó có một khu vực thực hiện cách ly cho công dân có nguy cơ cao. Việc liên tiếp phát hiện trường hợp F1 chuyển thành F0 trong những ngày qua đã cho thấy những lỗ hổng cần được lập tức chấn chỉnh trong việc quản lý, giám sát công dân cách ly. Chúng tôi rút ra một bài học hết sức sâu sắc, đó là đối với những trường hợp mà nguy cơ cao ấy thì chúng ta cần phải tổ chức đảm bảo nhất về điều kiện cơ sở vật chất. Đó là phải cách ly mỗi người một phòng. Thứ hai là các cái điều kiện phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà tắm, các cái điều kiện khác thì phải đảm bảo. Thứ ba là chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ trong khung, nhất là đội ngũ y tế, vừa phải đảm bảo về chuyên môn, vừa phải đủ về số lượng. Và cái nghiêm túc trong các khu cách ly đó là kỷ luật của những cái người tham gia cách ly cũng phải được đảm bảo. Tỉnh Bắc Giang đang dồn tổng lực để phấn đấu dập dịch trong 14 ngày. Để có thể thực hiện được mục tiêu này thì việc quản lý, giám sát chặt chẽ công dân để phòng tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm quyết liệt của các huyện, thành phố. Thưa quý vị, để tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập ngay Trung tâm Công nghệ số phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng chống dịch bệnh. Và cách đây ít ngày, trung tâm này đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là mô hình hệ thống phòng chống dịch COVID-19 mà Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đang vận hành. Những thành phần cốt lõi như khai báo y tế điện tử, quản lý truy vết, giám sát cách ly, xử lý phản ánh của người dân, trung tâm xét nghiệm được kết nối liên thông dữ liệu trong cả nước với sự điều hành thống nhất từ trung tâm điều phối.
Hiện nay thì rất nhiều công việc này đang phải là thủ công. Thế thì bây giờ là sẽ có phần mềm để khi có các ca nhiễm bệnh thì tất cả những tiếp xúc hay là những mốc dịch tễ sẽ được đưa lên và tự động được chuyển đến tất cả các trung tâm điều phối giống như ở đây, truyền ngay đến các nơi và họ tiếp tục họ truy vết. Họ sẽ nhận được ngay lập tức thay vì là phải nhờ chờ gọi điện. Với hệ thống này, dữ liệu sẽ được kết nối tập trung, liên thông, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh, giúp quá trình truy vết, giám sát, cách ly diễn ra nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Bộ Thông tin và Truyền thông hiện là đầu mối kết nối các chuyên gia y tế và chuyên gia công nghệ, tham gia với vai trò là những thành viên nòng cốt để xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, đáp ứng yêu cầu chống dịch. Trung tâm này hội tụ các chuyên gia để xây dựng lên một cái thiết kế tổng thể và nó là cái tiền đề để hiện nay các ứng dụng liên hoàn được. Trung tâm này cũng cầm nhịp để triển khai xây dựng hoàn thiện các cái ứng dụng công nghệ phòng chống dịch bệnh, nhận những cái yêu cầu nghiệp vụ của ngành y tế để xây dựng các cái ứng dụng công nghệ phục vụ ngành y tế tác nghiệp, kêu gọi điều phối các cái nguồn lực, các cái lực lượng công nghệ trong xã hội cùng tham gia vào công tác chống dịch, đảm bảo cái việc vận hành an toàn và ổn định của tất cả hệ thống chống dịch. Công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 không phải trách nhiệm của riêng bộ, ngành, doanh nghiệp nào, đó là sự vào cuộc của toàn dân. Việc khuyến khích người dân đưa những thông tin phản ánh lên hệ thống sẽ giúp trung tâm đưa ra những quyết định quan trọng trong phòng chống dịch bệnh, thể hiện sự chung tay của cả cộng đồng. Hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị công nghệ đã cấp tài khoản cho khoảng 11.000 cơ sở y tế, xã, phường để cùng tham gia đồng bộ vào hệ thống phòng chống dịch COVID-19 mà Trung tâm Công nghệ số phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đang vận hành. Sau đây là thông tin cập nhật về số ca mắc COVID-19 mới của nước ta. Tính từ 12 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay, 16 tháng 6, Việt Nam ghi nhận 155 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 155 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 149 ca ghi nhận trong nước, bao gồm 90 ca tại Bắc Giang, 45 ca tại thành phố Hồ Chí Minh, 10 ca tại Bắc Ninh, 2 ca tại Nghệ An, 1 ca tại Hà Nam và 1 ca tại Bắc Cạn, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 11.635 ca và đã có thêm 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca điều trị khỏi hiện là 4.590 ca, số ca tử vong là 61 ca. Để phòng chống dịch bệnh, người dân hãy tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Hôm nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã thông tin về bệnh nhân nặng thứ 11 đã được xuất viện. Bệnh nhân 57 tuổi ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc có tiền sử nhiều bệnh nền. Khi nhập viện điều trị COVID-19 thì bệnh nhân liên tục có tiến triển nặng, phải đặt ống nội khí quản và thông khí nhân tạo xâm nhập. Sau nhiều ngày thở máy, hồi sức điều trị, chăm sóc tích cực kết hợp với 2 lần lọc máu hấp thụ độc tố thì bệnh nhân đã có chuyển biến hết sức tích cực, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp. Bệnh nhân chính thức được xuất viện và trở về gia đình vào ngày hôm nay. Đây là ca bệnh nặng đã từng có những giai đoạn tưởng chừng như khó qua khỏi, thế nhưng các y bác sĩ đã cứu được bệnh nhân. Bên cạnh trình độ tay nghề thì cũng cần phải nói đến sự quyết tâm, nỗ lực của các y bác sĩ trong việc giành lại sự sống cho người bệnh. Thưa quý vị, suốt gần 2 tháng qua, dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành tại Bắc Giang. Rất nhiều lực lượng đã lên đường về tâm dịch để hỗ trợ người dân chống dịch. Và dù biết nơi đó nhiều vất vả hiểm nguy, nhiều bạn trẻ vẫn tình nguyện xung phong lên đường. Nhiều bác sĩ phải xa con nhỏ. Và thậm chí có người lính vì đang trong cuộc chiến cam go với đại dịch mà khi người thân ra đi, họ mãi mãi không có cơ hội được nhìn mặt lần cuối. Hai di ảnh này là hai người thân của Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, cán bộ tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ. Một người là bà nội, một là cha đẻ, đều ra đi trong cùng một ngày giữa tháng 6, nơi quê nhà Thanh Hóa, khi đồng chí Hoàng đang cùng các đồng đội của mình thực hiện nhiệm vụ cùng nhân dân phòng chống dịch bệnh tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Có lẽ không có nỗi đau nào bằng mất đi người thân yêu, không có mong muốn nào lớn hơn là được nói lời từ biệt và được nhìn thấy người thân lần cuối. Những mong muốn đó, Thượng úy Lê Nhữ Hoàng không thể thực hiện vì đang làm nhiệm vụ xa nhà. Niềm tiếc thương của anh đã được các đồng đội của mình chia sẻ
bằng những nén nhang, bằng những cái cúi chào vĩnh biệt nơi tâm dịch. Tất cả lực lượng tuyến đầu, trong đó có những chiến sĩ cảnh sát cơ động đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh. Và chắc chắn, mong muốn của Thượng úy Lê Nhữ Hoàng cùng các đồng đội của mình cũng giản dị, chỉ là bệnh dịch chóng qua và sự bình yên sẽ sớm trở lại cho cuộc sống của nhân dân. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào thành phố, gồm các lực lượng giao thông, y tế, thanh tra giao thông. Ngoài các lực lượng chủ chốt, thì màu áo xanh tình nguyện cũng xuất hiện tại các chốt kiểm soát với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Cô bé học sinh này, người mà những ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng mạng hết lời khen ngợi vì đã viết đơn tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Với hình dáng nhỏ nhắn, hơi chút rụt rè, nhưng em có tinh thần vì cộng đồng rất lớn khi tình nguyện tham gia vào đội ngũ chống dịch. Bây giờ con thấy tình hình dịch bệnh á, nó khá là phức tạp và rất là khó khăn cho mọi người luôn. Và với lại là ở địa phương của con á, thì nó đang thiếu lực lượng. Và con cũng muốn góp một chút sức của mình để cùng nhau và cùng mọi người ở đây đẩy lùi dịch. Hơn 2.000 thanh niên tình nguyện thành phố Cần Thơ đang hàng ngày, không kể nắng mưa, đêm khuya, được huy động nhằm bổ sung cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch của thành phố. Là những người trẻ tại địa phương, nên là cái việc mà góp sức mình để thực hiện cùng với địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nó là một cái việc làm rất là vinh dự. Và với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thì mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng mà tụi em cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chúng tôi cũng đã có chuẩn bị các cái lực lượng dự phòng để bảo đảm rằng là cái việc ứng trực tại các cái chốt sẽ bảo đảm đúng theo cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, là giúp cho cái thông tin được thông suốt và thực hiện tốt cái truy vết nhanh những cái người từ vùng dịch về trên địa bàn thành phố. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Qua đây mới thấy được tinh thần của các bạn đoàn viên như thế nào. Đây cũng là chương trình cụ thể hóa chiến dịch vành đai xanh an toàn mà thành đoàn thành phố Cần Thơ phát động. Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, thực hiện sớm mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 779 QĐ-TTG ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19. Quỹ Vaccine với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, thuận lợi nhất cho việc đóng góp. Chung tay phòng chống dịch COVID-19, người dân hãy đồng hành cùng chính phủ bằng cách ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19. Tài khoản tiếp nhận tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tài khoản tiếp nhận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Và tài khoản nhận tiền từ nước ngoài. Quý vị cũng có thể nhắn tin góp tiền mua vaccine theo cú pháp COVID-NK gửi 1408. Ý Đảng, lòng dân đã hòa làm một, trở thành động lực quan trọng giúp dân tộc ta đã và sẽ vượt qua những khó khăn thử thách. Ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 cũng là góp phần bảo vệ mình trước đại dịch. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 Bộ Tài chính, tổng cộng số tiền đóng góp vào quỹ tính tới 17 giờ ngày hôm nay là 5.543 tỷ đồng. Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 vẫn tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức. Quỹ là nguồn hỗ trợ nước ta nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 một cách rộng rãi cho người dân trên cả nước. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam và cùng một số đơn vị tổ chức khác. Tiếp nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các bộ ngành và đơn vị tổ chức, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phân bổ số tiền này từ quỹ vaccine của một số tỉnh địa phương theo tinh thần đúng địa chỉ, đúng đối tượng để sớm hiện thực hóa mục tiêu tiêm vaccine đại trà cho người dân trong năm 2021, cũng như hỗ trợ các tỉnh mua sắm thêm trang thiết bị y tế phòng chống dịch. Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng và huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng. Đến nay, số tiền ủng hộ chuyển vào quỹ vaccine của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã lên tới trên 5.000 tỷ đồng.
Dịch bệnh COVID-19 đã có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Trong thời gian qua, đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tại tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dù không quen với việc chuyển tiền bằng ứng dụng trên điện thoại di động, nhưng ông Ithoai Nie tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn cố gắng chuyển một khoản tiền ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 với mong muốn đóng góp nhỏ này của mình sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới. Đóng góp vừa cái quỹ để mua vaccine phòng chống COVID-19 á, thì riêng cá nhân của tôi rất hoan nghênh và ủng hộ. Về trong đó cũng có quan trọng là phần để mà mình bảo vệ sức khỏe, phòng chống về COVID. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 6 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ cho cái kinh phí phòng chống COVID, đặc biệt là tài quỹ vaccine. Thì doanh nghiệp đã hết sức là ủng hộ và có lẽ là nhiều doanh nghiệp đang chờ cái dịp này để mà tỏ cái lòng ủng hộ. Các đợt đều có sự tham gia hưởng ứng rất tích cực, nhất là các cái nhà doanh nghiệp, rồi là các ngân hàng, rồi các nhà hảo tâm và những cái hộ kinh doanh. Tuy rằng ở trong tình hình dịch kinh doanh rất khó khăn nhưng mà với tấm lòng vì cộng đồng. Nguồn kinh phí vận động sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ưu tiên sử dụng để mua vaccine phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh.